Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Năm nhỏ, nhân duyên lễ lại. Lúc Hòa Thượng 12 tuổi, bỗng nhiên Ngài tỉnh ngộ. Rồi mỗi ngày, Ngài đều đảnh lễ cha mẹ để tỏ lòng sám hối. Sau đó, Ngài từ từ tăng lên đến 837 lại. Mỗi buổi sáng, Ngài lại một lần, chiều lại một lần, và lại cho đến lúc thủ hiếu bên mộ mẹ. Hòa Thượng tự đem thân mình thực hành để dạy dỗ và dùng lời nói để giáo huấn, khích lệ chúng đệ tử nên xem cha mẹ như Phật sống trên bàn thờ. Bởi vì bổn phận của người Phật tử là phải coi trọng chữ hiếu. Hòa Thượng kể: Một, giác tỉnh rồi lại cha mẹ để hối lỗi. Lúc nhỏ tôi thích ăn đồ ngon. Ai có món gì ngon, bất kể là ở trong nhà hay ở ngoài, nếu không cho tôi ăn là không thấy được. Mãi đến lúc 11-12 tuổi, tôi chợt tỉnh giác. Con người tôi sao nghịch ngợm, bướng bỉnh, không biết quy củ luật lệ gì hết vậy? Làm người như vậy đâu có ý nghĩa gì, huống chi là không biết hiếu thuận với cha mẹ. Tôi biết những gì mình làm trước kia là không đúng. Cho nên từ năm 12 tuổi đó, tôi sửa đổi làm người mới, cải ác hướng thiện. Lúc đó tôi nào biết gì về giới luật Phật giáo như chư ác bất tác, chúng thiện phụng hành. Tôi hoàn toàn không biết đến. Tuy không hiểu, nhưng những việc tôi làm ngấm ngầm đều phù hợp với giới luật của Đạo Phật. Lúc bấy giờ tôi muốn học điều tốt, nên trước tiên tôi phải bắt đầu từ việc hiếu thuận cha mẹ. Do đó tôi quyết tâm hối lỗi với cha mẹ, nhận lỗi với cha mẹ. Tôi bèn quỳ trước mặt cha mẹ tôi. Ông bà liền hỏi: Bây giờ đâu phải là năm mới, sao con lễ lại cha mẹ vậy? Ở phương Bắc có phong tục là con cái thường hay lễ lại cha mẹ họ vào những ngày Tết. Tôi nói: Cha mẹ đã sanh con ra 12 năm rồi, con đã làm cho cha mẹ lo lắng, phiền muộn đủ điều. Con cũng không biết nghe lời cha mẹ một câu nào. Con nay thật có lỗi với cha mẹ. Nghe tôi nói như vậy, cha tôi bật khóc. Tôi nói: Xin cha đừng khóc. Bắt đầu từ hôm nay, con sẽ sửa đổi hết các tật xấu trước kia của con, và mỗi ngày con xin lại cha mẹ để sám hối. Con sẽ không ngỗ nghịch bất hiếu với cha mẹ nữa. Cha tôi nói: Chỉ cần con nghe lời một chút là được rồi, lại hay không lại không thành vấn đề. Con cứ lại hoài như vậy, cha mẹ cũng cảm thấy áy náy lắm đó. Tôi thầm nghĩ, thông thường người ta không có luật lệ lễ lại cha mẹ mỗi ngày. Dĩ nhiên cha mẹ tôi cũng không cho phép tôi mỗi ngày lại luật như vậy. Vậy mình phải làm sao đây? Tôi bèn nghĩ ra một phương pháp nói dối. Tôi nói: Tối hôm qua con nằm mơ, không biết là Phật hay Bồ Tát đã bảo con rằng tội nghiệp của con rất nặng, không bao lâu nữa sẽ chết. Nếu như con không muốn chết thì phải đảnh lễ cha mẹ mỗi ngày. Con cũng không tin tưởng gì về giấc mơ này, nhưng con sợ chết quá à. Cha mẹ tôi nghe nói như vậy thì chẳng còn lời nào hơn. Vậy thì tùy con đi. Kể từ đó về sau, tôi lại cha mẹ mỗi ngày. Cha tôi ngỡ rằng nhân chi tương tử, kỳ ngôn giả thiền, nghĩa là người sắp chết hay nói điều lành. Đứa con này chắc thật là không còn sống được bao lâu nữa quá. Vì thế cứ mỗi lần tôi lại cha mẹ là ông bà đều chảy nước mắt. Vì không muốn cha mẹ đau lòng nên tôi liền đổi ra ngoài sân mà lễ lại. 2. Một mạch gia tăng không sợ khổ. Lại được một thời gian, tôi liên tưởng trên thế gian này không những chỉ có cha mẹ tốt với mình, mà còn có trời, đất, vua, song thân, sư phụ là năm đại ân nhân của mình nữa. Trời che chở tôi, đất cưu mang tôi. Trời đất có ân với tôi phải nên báo ân. Vua là vị nguyên thủ của quốc gia, tôi cũng nên báo ân. Thân là cha mẹ, sư phụ. Lúc bấy giờ tôi cảm thấy tương lai mình sẽ có sư phụ. Tuy rằng chưa thấy qua và chưa bái sư phụ, nhưng nay tôi nên bái sư trước đã. Cho nên tôi lại trời ba lại, đất ba lại, nguyên thủ quốc gia ba lại, thêm nữa là cha mẹ tôi, mỗi người ba lại,
rồi tôi cũng lạy sư phụ ba lạy. Lạy xong, tôi vẫn cảm thấy chưa đủ. Tôi nghe người ta nói, thánh nhân là bậc sanh ra với trí thức, cho nên tôi lạy các bậc thánh nhân xưa nay trên thế giới. Lễ thánh nhân xong, tôi lạy thêm những vị hiền nhân, rồi thêm các đại trung thần, đại hiếu tử, đại vĩ nhân, đại triết sĩ, nghĩa phu, tiết phụ. Bởi nhờ sự ảnh hưởng của họ, tôi đã không làm những việc ác, chỉ làm những điều thiện. Họ đã ảnh hưởng tôi trở thành bậc quân tử chánh trực, không thẹn với trời đất. Cho nên tôi phải cảm tạ họ, đảnh lễ họ. Sau đó tôi lại nghĩ đến người bất thiện, người đại ác, người đại hoài, đại vô lại, đại lưu manh. Những người này thì sao? Thì tôi cũng đảnh lễ họ. Người ta thường đảnh lễ Phật, Bồ Tát, lễ bái Đại Bồ Tát, Đại Phật. Nhưng tôi lúc đó thật quá ngu si. Tôi nghĩ đến các người đại ác, đại hoại trên thế gian này rất tội nghiệp, vì họ trầm luân ở trong lục đạo luân hồi, càng ngày càng xa lìa Phật đạo. Cho nên tôi hồi hướng cho họ, hy vọng họ sẽ cải ác hướng thiện. Sau cùng hết, tôi cũng lại luôn các loài kiến, loài muỗi. Tại sao tôi phải lại chúng nó? Tôi nghĩ lúc trước mình cũng đã từng làm kiến, cũng đã làm qua loài muỗi mộng, làm đủ các loài chúng sanh khác nhau. Hiện nay mình làm người, tuy đã làm người rồi, mình không thể bỏ quên đám bạn cũ này. Vì thế tôi cũng phải lễ lại bọn chúng. Trong lúc lại, tôi nghĩ trước kia mình là con kiến nhỏ, cũng là con muỗi con, nên tôi phải cung kính chúng nó. Tôi cảm thấy tôi và những loài chúng sanh vi tế nhỏ bé nhất này chẳng khác gì nhau. Cho nên tôi phải nên dẫn dắt độ thoát chúng nó và nguyện cho chúng nó sớm thành Phật đạo. Vì vậy tôi cứ tăng dần, mỗi lần lễ lại là lại 830 mấy lại, và lại mau nhất cũng mất 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Tôi không lại ở trong nhà mà đi ra ngoài sân, nhìn lên trời, hướng về phía xa xăm kia mà lễ bái. Tôi lễ lại vào lúc nào? Lúc mọi người vẫn chưa thức giấc, cũng như lúc người ta đều đã đi ngủ. Tôi không muốn cho người khác biết tôi lại nhiều cái lại không có lý do như vậy. Các vị thử nghĩ xem, đây có phải là ngu si không? 3. Mưa gió không ngăn trở tâm thành. Tôi ở ngoài sân, dù trời mưa, nổi gió hay rơi tuyết gì, tôi cũng vẫn lại, bất luận sấm sét, mưa gió. Tóm lại, mưa gió gì cũng không trở ngại được tôi. Lúc trời mưa, nước mưa thấm ướt cả thân, tôi cũng mặc kệ. Khi tuyết rơi, tôi chống hai tay trên tuyết mà lại. Tại sao tôi phải như vậy? Để bày tỏ tấm lòng chân thành tha thiết của mình. Trên thực tế cũng là quá khờ dại. Tôi tin rằng trên thế gian này không có người nào ngu giống như tôi, vì ai nấy đều có trí huệ hơn tôi. Nên họ cho loại tư tưởng hành động này của tôi không đáng kể và cảm thấy tội nghiệp cho tôi nữa là khác. Đây không nói đến người tại gia, ngay cả người xuất gia cũng đều coi thường những hành vi này. Nếu các vị ai có tin tôi thì mới hiểu rõ về tôi, hoặc giả cũng có người cảm thấy bị hố to, hay không nghĩ là bị lừa gạt đi nữa. Dầu gì nếu các vị có tâm từ bi để có thể hạ mình kết duyên lành với các loài chúng sanh như vậy cũng là điều tốt đấy. Tôi cứ thế lễ lại nhiều năm, cho đến lúc thủ hiếu bên mộ mẹ, tôi mới tóm gọn lại còn 9 lại. Sau đó để có nhiều thời giờ làm việc, tôi giảm thành 5 lại. 3 lại đầu tiên là đảnh lễ tận hư không, biến pháp giới, 10 phương 3 đời, hết thảy Phật Pháp Tăng. Đảnh lễ thứ tư là lễ tận hư không, biến pháp giới 10 phương 3 đời, hết thảy chúng sanh. Thứ năm là đảnh lễ tận hư không, biến pháp giới 10 phương 3 đời, hết thảy chư Phật đã thuyết giới luật Ba La Đề Mộc Xoa. Bởi vì có giới luật Phật, tôi mới có thể tu theo Phật đạo. Giới luật có vô lượng vô biên ân đức với tôi. Hiện có rất nhiều người hễ thấy tôi là đảnh lễ, thậm chí đến không thấy tôi họ cũng quỳ ở trước cửa. Đây có nguyên nhân gì? Bởi lúc 12 tuổi, mỗi ngày tôi đã lễ lại tất cả mọi người, tất cả chúng sanh, muỗi mộng, kiến bò.
Bây giờ có người đảnh lễ tôi, chẳng qua là họ trả nợ cũ đó thôi. Bất quá các vị đảnh lễ tôi thì người người đều thấy rõ, nhưng khi tôi đảnh lễ các vị thì không ai biết đến. Hỏi: nghe nói nếu đảnh lễ các bậc cao tăng sẽ có công đức, có thể tiêu nghiệp xưa, xin hỏi có thật vậy không? Hòa thượng: phải và cũng không phải. Nếu như các vị đảnh lễ một vị thầy chân thật tu hành thì có công đức, còn nếu các vị đảnh lễ người không có đức hạnh thì tương lai người đó sẽ đảnh lễ lại các vị để trả nợ cho các vị. Tại sao tôi lại biết điều này? Vì tôi biết là tôi thiếu nợ người ta rất nhiều, cho nên khi 12 tuổi tôi đã bái lại tất cả chúng sanh, bao gồm cả muỗi mòng bò kiến, tôi cũng đều lễ bái chúng. Tôi không hy vọng chúng nó sẽ phóng quang chiếu sáng tôi. Tôi không phải đời như thế, để thiếu nhiều quá tức trả không hết được. Ha ha ha, 问什么的说